Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Điện Máy Cao Hiếu nhé. Thì tiếp tục series chia sẻ về một số mã phụ tùng máy cắt cỏ, máy rửa xe phun thuốc, máy cưa, máy xăng, động cơ, máy nổ. Thì hôm nay mình có toa hàng của anh khách, như lấy cũng khá là đầy đủ một số mã hàng. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo thêm nhé. Đầu tiên thì ở đây mình có bình xăng của máy TU26. Bình xăng này là loại tháo máy nhá. Đấy, loại này thì nó có dây đầy đủ luôn. Tiếp theo thì mình có bình xăng Maru. Bình xăng Maru này là bình xăng Maru 23. Bình xăng Maru 26 thì nó sẽ có hai cái lỗ ở trên này. Còn đây là bình xăng máy TL26, Mitsu TL26 gắn chung được cho TL26 và TL23 đều gắn chung nhé. Còn TL261 thì hai cái miệng bắt tai này nó sẽ rộng hơn. Tiếp theo thì đây là cái nắp bình xăng. Nắp bình xăng loại này thì sẽ gắn cho máy GH25, GH35. Đấy. Còn đây là nắp bình xăng của 260, 330. Ở đây mình sẽ có cái cót giật. Cót giật này thì sẽ gắn được cho rất là nhiều dòng máy cắt cỏ Nhật bãi. Các cái phân khúc máy 260 nhé, thì sẽ sử dụng chung dòng cót giật dây thiều này. Đây mình có các cái cùm bắt ghi đông, gọi là khớp nối ống cần và tay lái đấy. Thì loại này là loại phi ống cần 24, tay là bắt cho tay 16. Còn ở đây thì mình sẽ có loại cũng là dùng cho ống cần 24 nhưng mà bắt cho tay 19. Cái lỗ bắt tay lái là tay 19. Loại này có thể bắt được chung cho ống cần 25, nó sẽ có cái cao su này. Đây mình có cái cước phát cọ. Cước phát cọ này thì một cuộn này là 100m. Cân nặng của nó tầm 1,6kg nhé. Dòng này dòng phát rất là sắc và dai. Mình có đây là các cái bộ e này. Bộ e này anh em hay mua lấy về để lắp gắn máy bãi này. Đổ chế từ chế quả ga về chế ra bơm, mọi người sẽ dùng cái bộ e này. Nó rất là gọn, rất là nhỏ gọn và nhẹ. Đấy, giá nó cũng rất là rẻ. Đây mình có cái bát cước nhá. Bát cước này, bát cước thường. Cái này thì anh em có thể là mua tặng kèm cho khách này. Nó giá thành rất rẻ. Đấy, 4 chấu mặt cước vàng phổ thông bình dân nhất. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ có các cái ốp giật. Ốp giật của máy TL261 lắp chung cho TL26 được nhé. Dòng này là dòng không trở lực, nó sẽ là bắt trực tiếp, không có cót trở lực nhé. Dòng này là phổ thông nhất đấy. TL261 này, Mitsubishi này. Đấy, dòng này cũng khá là đẹp. Còn đây mình có là ốp giật của máy Maruyama 2003. Loại này thì mình có hai loại, đấy là loại cái chân nhọn và chân bằng. Maru 2003. Còn đây là ốp giật của máy Trung Quốc này. Loại này là 3 chấu có tai 4. Loại này là 3 lỗ ốc và có 4 chấu trợ lực có tai. Đấy. Loại này thì là loại 260 phổ thông Trung Quốc này, 4 lỗ ốc và 2 chấu nhựa này, có bát bình xăng này, có chân bát bình xăng. Tiếp theo thì ở đây mình có cái ốc. Các cái ốc này thì mình sẽ có đủ các cỡ dài ngắn nhá. Và có các cái cỡ ren to ren bé. Đấy, ốc lục giác, ốc này thì lắp cho máy bãi này. Ví dụ anh em giòn máy thì lắp những cái ốc này thì nó nhìn như ốc zin của máy. Đấy, như cái này thì là bắt anh ấy lấy để bắt cho các cái cùm tay lái này. Bắt thay cho các cái cùm tay lái này, nó bị gãy, nó bị đứt. Nhờn ren thì sẽ thay cái ốc này. Dây này là dây giật nhá. Dây giật này là 3 ly. Một cuộn này khoảng 100m. Đấy, mình có các cỡ từ 3 ly, 3 ly rưỡi, 4 ly, 4 ly rưỡi và 5 ly. Đầy đủ cho máy cưa, máy xăng, máy cắt cỏ. Cái này là bổ ra bơm 260, nó gắn chung cho các dòng máy 260, 330.
430 gạch 25 gạch 35, những dòng mà dùng chế da bơm thì đa số sẽ sử dụng cái dòng da bơm này nhé. Đây thì một túi là 10 hộp và một hộp là đầy đủ 4 chi tiết để lắp cho một chế hoạt khí luôn. Tiếp theo thì ở đây mình có cái mobin này. Mobin này thì là của máy xăng. Máy xăng này là 168, gạch 200, gạch 120 đều lắp chung những cái dòng mobin này. Hình dạng nó giống với máy của Sankole 152 nhưng mà nó to hơn một chút. Còn to hơn như này nữa thì là máy 390. Đấy, mình có 3 cỡ, hình dáng giống nhau nhưng mà kích thước thì nó khác nhau. Đấy, ở trên thân mobin nó ghi là 168. Đấy, đây là mobin. Còn đây là sẽ là bộ cao su hai lỗ. Cao su hai lỗ bình xăng này thì đây là loại to nhé. Mình có loại nhỏ và loại nhỡ nữa. Mình có 3 cỡ dòng do hai lỗ này. Và ngoài ra mình có loại 3 lỗ, có loại bé và to. Đấy, tất cả mình có khoảng tầm 5-6 loại cao su này. Cao su hai lỗ này thì dùng lâu dài thì nó sẽ ngấm xăng và nó sẽ hay bị co là thì nó hở xăng nó dị ra, hoặc là anh em dùng khi mà thay dây xăng có thể là lôi nó bị đứt, bị rách đi, anh em thay cái này. Tiếp theo thì đây mình có các cái bộ nòng hơi. Nòng hơi này là mình đang có nòng hơi TU26, nòng 33 ly, hàng ECHO, lắp được cho máy TL23, TL26, TL261. Đấy, các cái dòng TU26 đời mới thì đều sử dụng chung cái dòng loại nòng này. Nòng này là rất là phổ thông này, lắp cho các dòng máy Mitsubishi ấy. Đây, nòng chữ TU26 ấy. Đấy, hàng này thì hàng ECHO này, dùng khá là ổn định. Bên trong bộ nòng thì nó có đầy đủ răng đi theo nhé. Ngoài ra thì mình có nòng của máy 260. Nòng 260 này, đây mình cũng có hàng ECHO. Loại này thì là 260 này thì nó gắn rất là phổ thông cho những cái dòng máy Trung Quốc rồi, thì nó sử dụng những nòng đấy. Ngoài ra thì đây là bộ côn này. Bộ côn này cũng gắn cho máy 260. Bộ côn này là loại thường nhá, loại có vị này, loại thường. Cái này gắn cho máy Trung Quốc, máy Nhật đều được, hoặc là tặng kèm theo máy. Đây là mobin. Mobin này là mobin 260 nhá. Mobin này thì rất là thông dụng, gắn được cho cả máy Nhật cũng như là máy Trung Quốc đều gắn được. Hình dạng của nó như này, nó giống với mobin của máy GX35 nhưng mà thân nó to hơn. Đấy, đây là mobin 260. Loại chân này anh em sẽ gặp rất là nhiều trên những cái dòng máy bãi hoặc là những dòng máy Trung Quốc. Thì nó sử dụng cái kiểu chân vát này rất là nhiều này. Dòng này có thể đổ chế cho các cái dòng máy khác nữa. Đây thì mình sẽ tiếp tục là sẽ có cái bộ e. Bộ e này thì gắn cho máy Tanaka nhé. Dòng bộ e này gắn cho máy Tanaka máy bãi. Dòng này anh em hay dọn máy rất là thích, yêu thích cái dòng bộ e này. Nó rất là gọn và nó rất là giống zin của máy. Đấy, dòng Tanaka. Nó sẽ có hai mặt, mặt trong mặt ngoài như này. Cái này thì anh em có thể lắp chung lọc gió với của hai mút lọc gió 260 vào được. Đấy, đây thì mình có bugi cắt cọ. Dòng này thì dòng phổ thông, gọi là dòng quốc dân rồi, BM6A, bugi cắt cọ hai thì chân ngắn, dòng 6A nhé. Nó còn một dòng 7A nữa. Đấy, 442. Đấy thì cơ bản là đơn hàng. À đây, mình còn giới thiệu mẫu dao này. Dao phát cọ 40 răng. 40 răng và đầu răng nó có hợp kim nhá. Hình bên trong nó như nào, hình bên ngoài như thế. Đấy, trong nó có các cái lỗ giảm trọng lượng của lưỡi dao này để phát nó nhẹ hơn. Răng, đầu răng là hợp kim, có thể cắt được vào gỗ nhá, thân cây gỗ nhỏ. Và dòng này thì nó cái diện tích là 25.4, tức là cái bề rộng ấy, bề rộng tính từ tâm lỗ ra 25.4. À, cái này thì chắc là cả phủ bì cả hai bên ấy. Đấy, thì loại này là loại bình dân nhá, loại này có thể tặng kèm theo máy cũng được. Ngoài loại này ra thì bên mình có một số hàng Nhật nó tốt hơn nữa. Đấy,
Đấy thì cơ bản là toa hàng nó có những cái mã hàng như thế. Ngoài ra thì bên mình còn có rất nhiều các cái mã hàng khác. Thì anh em có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp vào số Zalo của mình để mình tư vấn cụ thể hơn nhé. Xin chào mọi người.